Phong tục xưa, khi trong nhà có người qua đời, họ thường để linh cữu trong nhà 3 ngày, rồi mới mang đi mai táng. Người ta quan niệm, linh hồn người chết sau 7 ngày sẽ trở về nhà, gọi là đầu thất. Đầu thất, ngày thứ 7 sau khi chết. Người xưa tin rằng, vào ngày đầu thất, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà sẽ làm một mâm cơm, rồi mọi người trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về. Có thể trốn trong chăn hoặc đi ngủ, bởi nếu hồn nhìn thấy người nhà sẽ nhớ thương không muốn rời đi, sẽ ảnh hưởng tới việc đầu thai. Lại có người nói, vào giờ tí của ngày đầu thất, người nhà nên đốt một đồ vật giống như hình cái thang, để linh hồn có thể theo chiếc thang này lên trời. Thực sự hồn người chết có trở về sau khi chết 7 ngày. Theo kinh Địa Tạng, khi con người chết đi, cho tới khi đầu thai chuyển sinh, gọi là giai đoạn thân trung ấm. Tuổi thọ của thân trung ấm là sự sống sau khi chết, tối đa là 49 ngày, 7 tuần. Sau đó người chết sẽ thọ sinh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã gây ra. Hãy làm những việc sau đây vào ngày đầu thất. Đêm của ngày đầu thất là thời khắc đầu tiên linh hồn được trở về dương gian. Vào thời điểm này, ý thức của người chết chưa hoàn toàn bị mất đi. Họ chưa ý thức được bản thân mình đã chết, cũng chưa thể được gọi là ma. Bởi vậy, người nhà cần giữ tâm thái tưởng nhớ tới tạ người chết, nhưng không quá bi lụy mà khiến họ tiếc nuối, lưu luyến cõi hồng trần mà không muốn rời đi. Vào giờ tí của ngày đầu thất, linh hồn sẽ được 4 vị quỷ âm sai đưa về dương gian. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cỗ chay cúng lễ, cỗ chay càng thịnh soạn càng tốt, để đáp tạ 4 vị quỷ sai. Cỗ chay có thể bày đồ ăn mà linh hồn khi sống thích. Trong các vật phẩm cúng lễ, kỵ cúng thịt bò, thịt ngựa và những thứ hôi tanh. Đồng thời vào giờ tí, người nhà nên bày một bát nước sạch và một bát có 5 loại ngũ cốc ở trước cửa nhà. Bát nước là để người quá cố gột rửa bụi trần, tiêu trừ tai nạn và yên tâm lên đường. Bát có 5 loại ngũ cốc là để phòng trừ tà, đuổi độc. Sáng hôm sau, đổ bát nước trước cổng nhà, đổ bát ngũ cốc ở chỗ thoát nước. Trong ngày đầu thất, người nhà không được ra mộ để cúng lễ, bởi vào ngày này, thần linh tại mộ sẽ chính thức ghi chép tên tuổi của người mất trong từ trường âm trạch. Nên trong tuần thất đầu tiên, nếu vô tình mạo phạm, lui tới mộ phần cúng lễ, sẽ làm thổ công và linh hồn ham mê những đồ cúng lễ không thể rời đi, và người sống có thể sẽ bị bắt đi theo. Vào đêm linh hồn trở về, những người đang mang thai, đang ở cữ nên lánh đi để tránh va chạm với linh hồn và âm binh các ngả. Đối với những linh hồn đột ngột tạ thế, đột tử, vào tuần thất đầu tiên họ thường báo mộng cho người nhà. Khi đó, người nhà hãy bình tĩnh, hỏi linh hồn cần gì để giúp họ yên tâm ra đi. Người ta sau khất đi qua đời, sao phải cúng thất? Người vãng sinh đến thế giới cực lạc, và người sinh thiên chuyển sinh ở cõi trời, thì không có thân chu ấm, nên không cần làm thất. Người có nghiệp chướng sâu nặng thì đều có thân trung ấm, nên phải cúng thất. Sau ngày đầu thất, linh hồn người chết sẽ đi tới vọng hương đài, rồi tới đường hoàng tuyền
một đi không trở lại, chờ chuyển sinh. Con người trong cõi nhân sinh, ai cũng phải trải qua sáu nẻo luân hồi. Một người khi ở âm gian tự chuyển sinh, cứ 7 ngày được tính là một kỳ. Hết 7 ngày vẫn chưa tìm được cơ duyên chuyển sinh, thì tiếp tục đợi 7 ngày nữa, cứ như vậy, trong vòng 49 ngày. Vì vậy, trong giai đoạn này, cần phải cúng lễ siêu độ cho họ. Trong thời gian thân trung ấm, cứ 7 ngày, người chết lại có một lần biến dị sinh tử. Nghĩa là sau 7 ngày, thì họ phải chết lại một lần, rất đau khổ. Ví như một người tự sát mà chết, thì thân trung ấm sau mộ thất lại phải một lần tự sát. Chết vì treo cổ hay uống thuốc độc, thì họ lại phải treo cổ hoặc uống thuốc độc. Chết đi chết lại 7 lần, rất khổ khổ. Trong thời gian thọ thân trung ấm, linh hồn vẫn hưởng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng, thường là cơm, nước, hương, hoa, bằng cách hưởng mùi vị của thức ăn. Cho nên trong vòng 49 ngày, thân nhân cần dâng cúng cơm hàng ngày cho người chết để họ được no đủ. Vào những ngày tuần thất thì làm cung kính trang trọng hơn, đến chùa hoặc thỉnh chư tăng về nhà làm lễ cầu siêu cho người quá vãng cho tới 49 ngày. Khi thần thức người chết đã tìm được cảnh giới tái sinh. Vậy sau khi chết đi, linh hồn người ta thật sự có thể trở về dương gian được không? Tôn giáo cho rằng con người chết đi rồi sẽ luân hồi, đầu thai, chuyển kiếp, được tới cõi trời hưởng phúc lành hay bị đọa xuống địa ngục để bị hành hạ, tùy thuộc vào việc gieo nhân thiện lương hay tạo nghiệp ác của con người thế gian. Nên làm người hãy sống tốt, tu dưỡng tâm tính, chăm làm điều tốt, lấy chân thiện nhẫn làm phương châm cho lễ sống của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những điều lành, những điều phúc báo trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nay tôi xin nói chuyện địa ngục, vì người thế gian ít biết về địa ngục được. Nhưng vì tôi là người đại ác, Diêm Chúa cho người bắt tôi xuống địa ngục. Hôm nay tôi đặng về đây là do một đại nguyện và nhân duyên như sau: trở về Diêm Phù này để nói cho cô bác được rõ những tội phước của tôi như thế nào, tại sao tôi phải đi địa ngục. Tôi đi địa ngục là đền tội lỗi và nhờ lực nguyện có duyên lành để nói lại cho cô bác biết sự quả báo, phòng tránh làm việc sát sanh hại mạng, không phạm tội ra địa ngục như tôi. Trước khi đi địa ngục có nguyên nhân. Vì tôi là cô ba cháu gà ở chợ Vòng Nhỏ, một vùng chợ Mỹ Tho. Danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháo gà một thời gian từ năm Ngọ cho đến cuối năm Mùi, gần ngót 18 tháng. Ngày 16 tháng 11 rạng 17 âm lịch, tôi định sắp sửa nấu cháo gà. Trong đêm đó, tôi nằm mộng thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta. Khi đó tôi nói: ủa, tại sao ông thành người ta? Làm sao tôi nhúng nước sôi cho được? Ông ấy đáp: mày chết, chớ có nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây. Tôi hỏi: ông nói gì? Tôi không tin. Ông nội của tôi sao lại không giống? Giống sao được mà giống? Vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều. Khi chết, con cháu lại làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng. Cho nên ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa có xong. Vì thai hồn đổi xác nhiều đời, làm sao mà giống được mà con biết. Mai nhiều đời trước có chút công tu,
được Diêm Chúa cho về bảo cho con cháu biết. Con ráng tu, đừng có sát sanh hại vật mà phải đọa vào địa ngục giống với ông khổ sở lắm. Tôi hỏi, ông nói tôi cũng chưa tin, mà ông tên gì? Ông đáp, ông là Huỳnh Văn Giáp, cha mày là Huỳnh Văn Thình, mày là Huỳnh Thị Nhi, con tính chưa? Ông nói đúng sự thật, nhưng thấy tướng mạo tôi còn nghi. Ông bèn tiếp, thôi, con ráng tu đi rồi biết, chứ đừng có nghi. Ông cho con hay, con tội lỗi rất nhiều, vì sát sanh, không những gà vịt mà thôi, cho đến trùng, dế, kiến, chuột bọ, rắn rít đều cũng có tội hết. Thôi, con cố gắng tu đi để cầu siêu cho ông với. Đến đây đồng hồ ré, tôi giật mình xem lại đúng 3 giờ khuya. Thường khi nấu cháo gà cũng vào giờ đó. Và ngày đó lại nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày vía Phật A Di Đà. Tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu cháo gà nữa, bắt đầu ăn chay trường tụng kinh trải 6 năm như vậy. Chết đi địa ngục lần thứ nhất. Thời gian 6-7 năm tu cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà Phổ Môn và niệm Phật. Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chồm hòm, muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la quay quải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc. Thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông. Biết đây là người âm chứ không phải người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang sầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu, má, má. Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tai, cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi, bây giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật, thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi, sư nữ, sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi. Tôi suy nghĩ, có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì. Tôi bèn nói, các ngài làm trước, rồi tôi làm sau. Khi ấy, tôi thấy các vị thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền. Tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên, các vị khác xách tay tôi, bay bổng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có 6 vị đi trước, 6 vị ở giữa với tôi, và 6 vị đi sau, trải qua mấy lớp mây. Lúc ấy, tôi nghe chư thần nói, đã tới ranh giới nước Mã Lai. Tôi nhìn xuống, cũng còn thấy nhà cửa, cây cối rụng vườn, kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa, thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây. Lô vô dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe, vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn, không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông, mây nước một màu, bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi, nên tôi buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua. Được biết đây là điện Long Dương. Tôi nghe Long Dương hỏi, chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi Diêm Phù, sao không bỏ trong hồ lô mà để ở ngoài như vậy, đi qua biển chịu sao cho nổi? Lúc ấy chư thần trả lời sao tôi không nghe rõ. Kế đó Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ 3 thước, bề dài hơn 100 thước,
và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cõng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ ba tiếng thì cửa đá mở. Thần hỏi: Sư nữ, có sao không? Tôi đáp: Thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi thì nghe các vị thần nói: Bồ Tát tới rồi. Vào trong núi, thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la. Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài. Nhìn vào trong, thấy đền đài nguy nga to lớn. Trước đền đài, hai cái tháp cao, có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau, hào quang tua tủa đổ hộp. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng khắp khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát, mà lại... Ngục thứ nhất. Khi đó, hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất, không có sự hành phạt, chỉ gồm có 4 số người: 1 số công, 2 số quan, 3 số ưng, 4 số phạt. Số công làm mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi Diêm Phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất. Ngục thứ hai. Trong địa ngục thứ hai cũng có 4 số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án, khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói: Nếu dòng nào có lòng hỷ xả, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối, nay không hận thù, dù dòng ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhân hiền mà tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn dòng nào cứ xin đi trả thù thì dứt điện Tần Quảng Dương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay, không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết oán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục là những vong hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba. Trong địa ngục thứ ba có một số người rất đông, sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục, tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại, rồi lãnh án để sanh làm người, hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo, nấu cơm. Ghi chú, vì hộp gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong, đem phát cho các vong ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng Châu Thành Mỹ Tho vậy. Đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các vong hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua 3 ngục trên, tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: Tôi coi các vong ở địa ngục này như bà con cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật. Có niệm Phật
tội mới được tiêu trừ. Tôi bèn niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Tinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ lời khuyên của tôi mà các vong đều niệm theo. Hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay. Còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu các vong được ra rất nhiều. Ngục thứ tư. Trong ngục thứ tư hành phạt những người hủy hoại cơm gạo đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi. Có người một diệm, kẻ một khạp, một lu lớn, cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết, ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai, chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở. Một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến năm sáu bảy lu, để dài dài ước chừng ba cây số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội được đi đầu thai làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu vơi cạn. Vì thấy sự mầu nhiệm như thế nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm. Khi vào ngục thứ năm, ôi vô số người bị mang gông tra cùm, do vì tội phao phản thêm bớt nói gian dối, làm người phải bị tù đài mang gông đi không nổi. Bị quỷ sứ ở sau đánh tới, cứ một bước bị đánh một cái, đến bước không nổi té xuống thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi sống lại. Cũng có một số bị nhốt vào lồng sắt, vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lồng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hễ ai niệm Phật theo tôi thì gông cùm tan rã, lồng sắt vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu. Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống, như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa. Số nào giết trâu bò ngựa chó thì vứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì vứt lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng. Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói: Ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời: Không phải, đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò dê heo gà vịt để sanh lợi chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này,
chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác, còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói: những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chi chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học, thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm, đặng về cảnh niết bàn, chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục. Đi một đổi nữa, đến cầu Nại Hà, bắc ngang qua một cái hầm rộng lớn, ước chừng 5 mẫu đất. Cầu thì nhỏ tròn như cây cao, ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn. Đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cột, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó giày bừa đá đạp. Hễ giết voi thì voi dặm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu cũng được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi. Khi đó có một con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta mà đầu thì chó. Thấy nó, tôi phát run lên. Nó kêu: ủa bà ba, tôi là chết đồ đây, cô quên tôi là sao? Tôi nói: ủa, chó nô, mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây? Nó liền nói: tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tân, vì lòng tham là ít của Tam Bảo nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn mà bị người thuốc chết, tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận. Tôi bèn khuyên: thôi, mày xin đi đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao? Thôi nha, thôi nha, miệng nói mà chân tôi đi riết. Ra khỏi ngục, gặp Lục Biện, ngài nói: người thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà phải khổ sở như vậy. Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật và đừng đốt giấy tiền. Chỉ có tội chứ không có phước đâu. Đó là sơ lược như vậy. Ngục thứ bảy. Khi đến Thất Điện, tôi nghe vua Thất Điện dạy rằng: sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, kẻo nhiễm khí độc đó. Bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn, kêu thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với Thất Điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Thì ngài nói: không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi. Tôi nói: tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở vào thăm.
Ngài nói: Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra. Quỷ sứ đưa cậu tôi ra. Tôi liền hỏi: Hồi đó cậu đối với tôi, cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy? Cậu trả lời: Con ơi, vì cậu nói láo nên mới bị hình phạt như vậy. Cậu còn có cái tội khi dễ người đời, lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về con nói với thằng Khanh, thằng Trịnh, con của cậu á, phải bán hết gia sản làm chay, bố thí phóng sanh, hoặc ấn tống kinh sách, cúng chùa mà cầu siêu cho cậu. Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi. Tôi bèn nói: Thôi, cậu hãy ráng niệm Phật, khi trở về dương thế tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu, chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói. Lúc ấy Thất Điện có phán: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù thật quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn. Khi về cõi Diêm Phù, trẫm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh: mỗi ngày phải ráng tu một giờ hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu như vậy thì Tần Quảng Dương đi ăn hối lộ của người dương thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu, thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ. Đến đây tôi xin kiếu ngài để trở lại Nhất Điện. Trở về Nhất Điện. Khi về Nhất Điện, ngài phán: Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp: Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói: Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác, nào là sát hại sinh vật, nào là cướp của giết người, lòng tham vô đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ, cho gia đình, thân tộc bè bạn vui sai. Cuối cùng, cái thần thức phải rơi vào địa ngục, thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc mà trở lại cõi Diêm Phù trong 10 năm. Nhưng nhờ công đức phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đuôi, chỉ còn tội câm điếc. Trong vòng 3 năm rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa. Có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội. Trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế. Lúc ấy hết phương chối cãi, cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa. Nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi, còn đâu mà trở về nữa. Vì một vong hồn xuất ra, quỷ sứ thu nhỏ lại, bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc. Đến ngày trẫm phân xử thì gần cả tháng, lúc ấy thây thi đã rã, còn đâu mà trở lại. Nên trẫm cho lên nguyệt cảnh đài, nhìn về quê quán thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tán, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói: Bạch ngài, tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói: Đứa ác còn xem được,
huống chi ngươi có ác có thiện chứ. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá. Lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù, giống như ta coi hát vậy. Kế ngài bảo tôi nhắm mắt để lên nguyệt cảnh đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ râu vàng bước tới. Tôi hỏi, ngài từ đâu đến đây? Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, hễ có ngài là có ta. Tôi nghe nói thế thì làm thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi. Thật là tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm trên ván đó, chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa vừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy người qua kẻ lại. Coi đến những đô thị trên thế giới, các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga, lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm. Tôi bèn nói, hay quá, thật là hay quá. Xem được như vậy, dầu có chết hay sống, tôi cũng vui lòng. Ông tiên đáp, hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu chừng nào, không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thấy thân tôi đã đứng trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về Dương Thế. Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch thì đã bị câm ngay. Bồ Tát khuyên, khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, trong 3 năm xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương, được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại. Tôi cùng chư thần tạ ơn rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động, nước da xanh mét. Tôi bắt rùng mình. Trước kia tuy tôi tu hành nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào. Ngày nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối. Có hồn nhập vào thì nói năng cử động, hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét, rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra. Ghi chú, đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về sẽ không nhập vô được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm, có đau nhức chi đâu. Thế mà khi nhập vào xác, tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra thì thấy con tôi đứng kề bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài chứ không nói năng gì được. Một lúc lâu tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng chung quanh. Tôi chỉ biết lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mà miệng không nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô khốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy đồng hồ chỉ
12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được, lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt lại thì thấy cảnh địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay 1 tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau 1 tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt, bằng tâm chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng 1 cuốn hoặc 2 ngày 1 cuốn. Do đó con tôi và tôi tụng luôn 6 tháng. Xuống địa ngục lần thứ 2. Đến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán: Quý thai, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, Hoa Thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện nên mỗi bộ được siêu rỗi trên 2000 vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: Quái thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến Nhất Điện làm lễ lãnh ấn, thì Ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: Trẫm rất mừng cho hiền tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ có 6 tháng. Nay mới biết rõ tâm Ngài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp qua để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con Ngài, Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. Thật quý thai. Một điều nữa là trẫm muốn cho hiền tăng phải lãnh phần in kinh ấn tống để ủng hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ sách kinh để tu hành. Vậy Ngài nghĩ sao? Tôi nói: Bạch Ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin Ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, Ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ 7. Chư thần cõng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ 7, vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện, thất điện Thái Sơn Dương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ 7. Trong ngục thứ 7 có một số người rất đông, vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh, hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đống. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi quần hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt, thì đống thịt liền hiện hình sống dậy, rồi lại cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu: Hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật. Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát, vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ tiếp tục hành hình.
Đó chỉ là nói sơ lược. Ngục thứ 8. Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng thật lớn, bề tròn chừng 6 thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cục đồng. Nếu không ôm, thì chúng lấy chĩa ba đâm mà dứt vào. Kế là những vạt dầu sôi, sắp có hàng rất nhiều. Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân, nhúng đầu vào vạt dầu. Chết rồi, quần hồn sống lại, tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó, bù cắt, chim ưng mổ xé. Nó ăn còn xương chất đóng, rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các dân niệm Phật, nhưng các dân ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ 9. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện Độ Thị Vương ân cần tiếp rước, ngài phán: Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trông, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báo. Tôi nói: Bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ 7 thì trở về vì quay thần chưa đủ. Ngày nay khám phá tiếp, xin ngài hoan hỷ chỉ dạy cho. Ngài nói: Trẫm cũng đi theo nữa. Trước kia ngài ở địa ngục này 28 năm, ngài còn nhớ không? Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không. Vừa nói vừa đi vào ngục. Thì hỡi ơi, trong ngục thứ 9 này toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn chông. Vì trước kia mang lớp tu hành, ỷ mình học giỏi, khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện Độ Thị Vương chỉ số bị hình phạt mà nói: Số này mượn lớp tu hành mà phá chúng, lạm dụng của thường trụ mà làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai, ở chùa mà ăn mặn, sát sanh hại vật, hoặc cống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh, hoặc quỷ hoại của đàn na thí chủ, rẽ rúng bạch y cư sĩ, tu mà không kính Phật lại quỷ pháp, giọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật khi dễ thánh thần, xem thường trời đất, cho nên ngày nay bị hành phạt như vậy. Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: Kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay quý ngài cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng, trở lại cõi Diêm Phù mà tu nữa, cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác. Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên cửu điện ngài phán tiếp: Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo, chứ đâu phải là tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh, tăng ni thì giác độ chúng sanh, tăng ni thì yêu thương vạn loại, tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh,
Tăng ni thì về cảnh Niết Bàn, chứ tăng ni nào mà ở địa ngục. Thôi, ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng nó không sám hối tội lỗi, thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy lời, khi về cõi Diêm Phù, nhắc lại lời của trẫm, để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Ngài nói xong, tôi bèn kiếu từ để ra ngục thứ 10. Ngục thứ 10. Vào ngục thứ 10, toàn là ngạ quỷ, cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tợn như cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tai vậy, chịu đói chịu khát, lửa dữ thường phát ra cháy thân. Nhân vì tội keo kiệt, bỏng sẻn tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được 3 ngày rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ 10 này, Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngóc cổ lên giòn chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: Thấy chúng khổ thì cũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nào cướp của giết người, làm đủ thập ác, lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biểu môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại vật quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người á, thì hại chúng sanh không kể xiết. Để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây, cả ngàn năm sống kiếp ngạ quỷ, phải đầu thai làm kiếp thú, cũng không biết bao nhiêu kiếp. Mãn kiếp thú được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tăm, chúng sanh mê muội một kiếp làm ác, mà ngàn kiếp phải đau khổ. Tôi thấy không sao cứu chúng được, nên tôi ra khỏi ngục thứ 10. Vào núi lửa. Vào núi lửa thì thập điện phán: Nay ngài đến ngục thứ 10, mà oai thần của ngài còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của ngài cao thấp. Tôi nói: Bạch ngài, ở cửa ngục thứ 6 cũng có núi lửa, mà không ai bảo tôi vào. Sao đến đây tôi đã phá 10 ngục mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa? Thập điện nói: Núi lửa ở địa ngục thứ 6 để hành phạt chúng sanh ác quấy, còn núi lửa này để thử sức người tu, ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ thôi thì vì mình ác quá nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: Nay con xin nguyện cùng 10 phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được. Khi sắp vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: Hời, núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành tro bụi. Tôi bèn hỏi: Quý ngài dám vào không? Thì thần nói: Chỉ có Phật và Bồ Tát vô được mà thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết. Tôi liền nghĩ bụng: Thôi, dầu sao thì mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy bay vô, thế mà lạ thay, không thấy nóng chi hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói:
Nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua, chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua, ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, tuổi trong sạch lại học kinh luật luận rất giỏi, rồi sanh tâm cống cao dấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai hết, chỉ để riêng cho mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê, đặng đền tội dấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống? Tôi nói, bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao dám lãnh việc lớn được. Bồ Tát nói, ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận không tham của đời thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi có nấy, miễn gì Phật pháp ngoài ra không đặng. Tôi bèn quỳ bạch, bạch Bồ Tát, nếu được vậy thì con nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni mãi, cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời con không hề thối chuyển. Bồ Tát nói, lành thai, ngươi sẽ được như nguyện. Tôi vừa ngước lên thì Ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ, bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua thập điện nói, Ngài công đức lớn, đã khám phá 10 địa ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh. Nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián Ngài khám phá luôn, rồi trở lại đây xem, trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú. Ngục vô gián. Đến đây, tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng, chúng sanh lạn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển, kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tựa gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ơi, thấy mà tán đổm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật, nhưng họ không nghe, tôi liền kêu lên, các thú dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây, các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì, chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá. Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, nó bỏ lên bờ. Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ. Xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này, có một cái ngục rất lớn, tối đen thâm thẳm, chúng sanh trong đó đông thật đông, tiếng kêu gào lạc vọng, khào khào ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao, tôi bèn cất tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Khi họ vừa thấy tôi, họ ngoắc, tôi ngoắc họ lại và kêu, lại đây, lại đây. Khi đó, họ lóng nhóng ló đầu ra, tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng như vậy, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật rần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia, đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục, mỗi cục đá có một người nằm, đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cài bừa, cào cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh ở đây,
không kể hết được nhiều ngục nhiều hình, tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình, muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, mới gọi là vô gián, vì tội ác ngũ nghịch chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú. Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem dân hồn đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi lấy làm đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú, số giết trâu giết bò giết ngựa giết chó giết dê heo rắn gà vịt, mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho dân uống. Đang là người mà khi uống nước vào thì liền quá thú, kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những dân chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng. Khi các dân quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói: Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng, nhiều không thể kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được. Không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện.